Thưa quý vị, các sở ngành địa phương khẩn trương tham mưu để thành phố hoàn thiện đề án trong trạng thái mới. Đây là một trong những nội dung quan trọng tại cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành quận huyện do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến chủ trì vào cuối giờ chiều nay. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng và các thành viên trong Ban chỉ đạo. Hôm nay, Đà Nẵng ghi nhận một ca mắc COVID-19 trở về từ vùng có dịch, không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Cụ thể, bệnh nhân HTQM sinh năm 1994, quê huyện Hòa Vang, từ thành phố Hồ Chí Minh trở về Đà Nẵng trên chuyến bay VN9126 ngày 12 tháng 10. Toàn bộ 168 hành khách trên chuyến bay này đã được ngành y tế thành phố phối hợp với các địa phương tổ chức cách ly tập trung trước đó. Quận Thanh Khê trong ngày cũng đã lấy 112 mẫu xét nghiệm tại khu vực phong tỏa tại phường An Khê và tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2. Đây là điểm phong tỏa cuối cùng trên địa bàn thành phố. Như vậy, ngày hôm nay, 56 trên 56 xã phường trên toàn thành phố hiện đã trở thành vùng xanh. Cùng với đó, các địa phương cũng đã và đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đại diện hộ gia đình đợt 3 tại 9 chốt cửa ngõ thành phố đã tiếp nhanh 2.775 lượt. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đề nghị các đơn vị lưu ý trong giai đoạn hiện nay, các hướng dẫn về cách ly y tế khá phức tạp và chồng chéo, nên đề nghị Sở Y tế làm rõ để các địa phương không lúng túng trong triển khai. Hiện nay một số đối tượng được Bộ Y tế cho phép cách ly tại nhà, thì việc quản lý những trường hợp này, ngành y tế thành phố phải chủ động điều chỉnh sao cho phù hợp với phương án chung của thành phố. Về công tác xét nghiệm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đề nghị. Với cái kế hoạch 164 thì đề nghị là các quận huyện, các anh chị ngày hôm nay, ngày mai và có thể là cố gắng, tại vì mình làm 50%, chúng ta đã từng làm 100% các hộ gia đình rồi và chúng ta triển khai chỉ trong vòng 3 ngày. Hôm nay thì chúng ta chỉ làm 50% thôi, cho nên là cái kế hoạch có thể là sẽ được rút ngắn hơn. Thì đề nghị là các quận huyện cố gắng chỉ đạo triển khai sớm nhất có thể là được, thì trong ngày mai chúng ta hoàn thành xong cái việc lấy mẫu. Để cho ngày mốt thì chúng ta sẽ có được cái kết quả của cái đợt xét nghiệm đợt này. Qua đánh giá của các quận huyện về 56 xã phường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến cho biết thành phố tạm chức về chung cấp độ 2 và dự kiến từ 0 giờ ngày 16 tháng 10, Đà Nẵng sẽ chuyển sang trạng thái này, tức là nguy cơ trung bình. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh thêm. Tại vì là chúng ta ở cấp độ 2, cho nên chúng ta vẫn tiếp tục dừng các cái hoạt động như là cơ sở kinh doanh làm đẹp, karaoke, massage, vũ trường hay là casino thì chúng ta vẫn tiếp tục dừng. Còn lại thì các hoạt động khác thì chúng ta thực hiện nhưng mà với những cái biện pháp cũng như là những cái điều kiện của người dân cũng như là những điều kiện của các cơ sở và doanh nghiệp. Cùng với đó, thành phố Đà Nẵng cũng sẽ sớm ban hành văn bản hướng dẫn trong trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các đơn vị, sở ngành địa phương tuyệt đối không chủ quan lơ là trong giai đoạn này, khuyến cáo người dân tiếp tục tuân thủ nghiêm túc 5K và trên tinh thần chung, mọi hoạt động mở cửa trở lại đều phải đáp ứng đủ tiêu chí năng lực về y tế trong trạng thái mới.